Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình tiếp tục dẫn quý vị và các bạn đến thăm một vườn quất trồng trên chậu nhựa rất là đẹp. Giờ này quả chín nhìn độ rất là rõ quả. Vườn quất này có địa chỉ tại thôn Trần Đông, xã Hòa Long, huyện Mỹ, tỉnh Yên quý vị các bạn nhé. Và mình tiếp tục để số điện thoại của anh chủ vườn. Nếu quý vị và các bạn có nhu cầu mua thì các bạn điện trực tiếp vào số máy đó. Là mình dẫn quý vị và các bạn đi một vòng để tham quan cái vườn quất này. Và mình quay cái vườn quất này vào trời nắng cho nên nhìn nó không thực chất lắm, ngược nắng không tả được hết cái vẻ đẹp của vườn quất này.